Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí hân hoan chào đón Noel 2022 của cộng đồng Công giáo, những ngày này các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Tại nhà thờ giáo họ Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, thời điểm này việc trang trí hang đá, cây thông Noel, các khu vực trong khuôn viên đang được khẩn trương hoàn tất để các giáo dân được đón mùa Giáng sinh an lành và ý nghĩa. Noel những năm gần đây nó không riêng gì của người Công giáo nữa. Thì mọi cái mà cái công tác chuẩn bị của tôi là chục ngày nay rồi. Nên là cái trang trí, tất nhiên làm đẹp cho nhà xứ, nhà thờ mình, cho người Công giáo mình. Thế nhưng mà cũng là một cái là để làm đẹp cho cả những người không phải tôn giáo. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Đào Thị Hà, giáo họ Bắc Cường, thành phố Lào Cai cùng các giáo dân đến nhà thờ để chuẩn bị các phần việc phục vụ lễ Giáng sinh. Mỗi người một việc, người trang trí hang đá, người lau dọn lễ đường, ai cũng mong muốn có một mùa Giáng sinh yên vui, đầm ấm. Trong những ngày này thì thường là mọi người Công giáo thì là thường thường là đón Giáng sinh và ăn mừng và trang trí, dọn dẹp sạch sẽ và trang trí những hoa lến, rồi là cây thông Noel, rồi là để chào đón Chúa Giáng sinh. Thì mọi người đến đây thì tất cả mọi người đến, người Công giáo rất là phấn khởi trong cái ngày này. Nếu như mùa Giáng sinh năm ngoái dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động không được tổ chức, thì năm nay khi cuộc sống đã trở lại bình thường, một mùa Giáng sinh an lành cho đồng bào Công giáo đang được các giáo xứ hướng tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương cũng dành sự quan tâm đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, các giáo xứ trên địa bàn nhân dịp Noel. Không khí chuẩn bị được bà con tự giác đến vừa đóng góp sức người, sức của để chuẩn bị cho công tác Noel rất là chu đáo so với các mọi năm. Không khí thì đón một cái mùa Noel Giáng sinh thật là đầm ấm, vui vẻ. Chính quyền đã rất quan tâm đến đời sống tinh thần của bà con. Thế rồi, ví dụ như là hoạt động về tặng nhà tình nghĩa, rồi quan tâm đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế rồi là liên quan đến một số các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến tôn giáo. Không chỉ là ngày lễ của riêng đồng bào Công giáo, rất nhiều người dân cũng náo nức hòa vào không khí đón mừng lễ Giáng sinh tại các nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui với người Công giáo và cùng nhau thắt chặt thêm tình đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.